sáng Chúa sẽ trừng bày thiên cớ chúng tôi trước mặt Ngài và trong đời, vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng của sự dữ, kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt tất cả những kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va vốn biết người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, sự dân từ chúa dẫn của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa lòng lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỏi Đức Giê-hô-va, nhưng vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài và dẫn dắt tôi và ban bằng lòng Ngài trước mặt tôi, vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành kính, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là việc mở ra, lưỡi chúng nó đầy dạy điều ngu nghịch. Hỏi Đức Giê-hô-va, xin hãy trừng trị chúng nó, miệng họ xa ngã trước vương chức của mình, họ xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phán nghịch cùng Chúa. Nhưng vào mai lương đáo mừng nơi Chúa sẽ được khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng được đức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỏi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn ngay của người khác nào bằng cái thiên. Chúa con cảm tạ Chúa cho lời của Ngài, xin lời Ngài mang đức hạnh và kính lễ cho mọi thánh. Chúa xin ban cho chúng con lòng kính sợ và quý báu lời của Ngài. Để chúng con đọc, chúng con làm theo. Chúng con đừng lấy sự nghe và đủ và tự do lòng chúng con. Đức Thánh Linh ơi, Ngài đấng bày tỏ Đức Chúa Giê-xu cho chúng con, đấng hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Cha. Đức ở trong lòng chúng con xin nhắc nhở chúng con sống. Chúng con biết tìm được tâm trí con miệng chúng con để chúng con nói ra những lời để thích lệ những người chung quanh, những đâm đỡ họ. Nhưng chúng con không có ngại.